những câu nói hay của tỷ phú Jack Ma phần 1, các bạn hãy xem và suy ngẫm nhé. Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn sẽ luôn còn cơ hội. Bỏ cuộc chính là thất bại lớn nhất. Hôm nay thật khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn. Nhưng nếu bạn cố gắng, ngày kia sẽ là ngày tươi sáng. Làm kinh doanh hay làm gì cũng vậy, không phải xấu hổ nếu các bạn không biết. Nhưng không biết mà cố tỏ ra là biết mới đáng phải xấu hổ. Tôi không biết gì về Bitcoin cả. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại. Đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Tôi học được rất nhiều điều từ những sai lầm của mình, từ những thất bại của mình. Tôi không bao giờ sợ chúng vì tôi biết cuộc đời ai cũng vậy, có nhiều sai lầm và thất bại lắm. Thất bại càng nhiều càng chứng tỏ bạn còn cách thành công không xa nữa đâu. Nếu bạn muốn làm kinh doanh tốt, bạn cần có một team tốt. Hãy tìm người phù hợp, đừng tìm người giỏi nhất. Điều quan trọng nhất không phải là tiền, mà là những người có cùng ý tưởng. Chúng ta phải học từ sai lầm của người khác, chứ không phải lúc nào cũng từ câu chuyện thành công. Chúng ta phải biết vì sao họ thất bại. Không có ai là siêu anh hùng. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải thực tế. Khi bạn đang 25 tuổi, hãy cứ sai lầm đi, đừng lo lắng gì cả. Ngã thì đứng dậy, thất bại thì lại vùng lên thôi. Nếu bạn bé nhỏ, thì nên tập trung vào trí tuệ, chứ không phải thể lực. Nếu bạn đối xử với mọi người như kẻ thù, họ sẽ trở thành kẻ thù của bạn. Ngày mai có thật sự huy hoàng tùy thuộc vào sự lựa chọn và hành động của bạn hôm nay. Nếu những quyết định của bạn khác biệt so với những gì mà bạn bè làm, cuộc sống của bạn cũng sẽ khác. May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao hơn. Không có chuyện vừa làm ngày hôm nay, bạn đã thành công ngay ngày mai. Hãy nhớ, nếu kinh doanh hôm nay, bạn sẽ thành công sau 10 năm nữa. Thế giới không quan tâm tới điều bạn nói mà là điều bạn làm. Khi cạnh tranh với những người khác, đừng ghét họ, sự thù hận sẽ hủy hoại bạn. Đối tác lý tưởng là người có kỹ năng mà bạn thiếu, bất kể họ thành công hay không. Những thứ miễn phí không bao giờ rẻ. Đừng hỏi cơ hội ở đâu rồi, cơ hội chỉ tồn tại ở những nơi có vấn đề cần giải quyết. Hãy giải quyết vấn đề của mình, các bạn sẽ có cơ hội. Nếu sau 35 tuổi mà bạn vẫn nghèo thì đó là tại bạn và bạn xứng đáng với điều đó. Một thứ quan trọng mà bạn nên có là sự kiên nhẫn. Thứ quan trọng nhất không phải là tiền. Thứ quan trọng nhất là bạn nên có một ý tưởng tuyệt vời. Bạn tìm được những người có cùng chung ý tưởng như thế. Tôi từng thất bại nhiều lần khi tôi còn đi học, lúc đi tìm việc. Nhưng tôi nghĩ đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi có được. Bởi vì khi thất bại, tôi học được rất nhiều bài học từ sai lầm ấy. Bất cứ thành công nào cũng cần có một thời gian dài để có thể nhận ra. Không có thành công nào làm trong ngày hôm nay mà thành công vào ngày mai. Tôi từng gặp rất nhiều người thành công trên thế giới. Và phẩm chất chung của họ là không bao giờ than phiền. Tiền rất quan trọng, không tiền thì bạn không hạnh phúc được. Nhưng tiền không khiến bạn hạnh phúc trọn vẹn. Cái bạn cần là thành tựu. Chỉ có tiền thì không giúp con người hạnh phúc. Nếu bạn không chịu bắt tay vào làm thì không có điều gì là khả thi cả. Bạn có thể học hỏi từ đối thủ cạnh tranh, nhưng đừng bao giờ sao chép. Nếu bạn sao chép từ đối thủ, bạn sẽ thua. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim và follow mình để xem thêm nhiều video hơn nữa nhé.